Vào ngày Tết thì mỗi gia đình chúng ta không thể thiếu được những cái loại hạt để chúng ta ăn chất Ví dụ như hướng dương hay là hạt bí hay là hạt dẻ Thì trước mắt các cô chú anh chị đang là cái hạt bí đen Cái hạt này thì ăn khá là an toàn và nó khá là ngon Cái hạt bí đen này hiện tại mình đang bán là chia làm hai loại Một loại là chưa rang thì sẽ có giá là 250.000 đồng trong 1kg Còn đối với loại rang sẵn rồi thì sẽ là 270.000 đồng trong 1kg Và mỗi gói thì mình sẽ đóng là 1kg nếu cô chú anh chị nào thích ăn nó nóng nóng một chút thì chúng ta có thể lấy loại sống để về chúng ta tự rang. Rang thì cũng rất là dễ thôi cho nên chảo rang như bình thường. Ở cái hạt bí này thì nó cũng khá là tốt cho cơ thể của chúng ta. Nó chứa nhiều các cái chất kẽm và vi chất rất là quan trọng cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho giấc ngủ nó ngon hơn và hỗ trợ sáng mắt, đem lại cái làn da căng bóng. Ngoài ra thì trong hạt bí mèo đen đó, thì còn có chứa một cái lượng magie rất là lớn giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch hoặc là ngăn ngừa cái đau tim hoặc là đột quỵ đó thì cái hạt bí đen này giá thành cũng khá là hợp lý thôi một ký cũng được nhiều đó 250 ngàn cho một ký mà chưa rang còn những cô chú nào anh chị cô chú anh chị nào mà chúng ta không có thời gian mấy thì chúng ta có thể thấy cái loại bên mình đã rang sẵn rồi là 270 ngàn một kg Tết thì gần như Tết năm nào mình bán cái hàng này cũng rất là chạy ngoài ra thì sẽ có cả bí trắng nữa nhưng mà bí trắng thì cái hạt nó sẽ không được mẩy như bí đen này bí trắng thì nó hơi hạt nó hơi nhỏ hơn một chút đó. bí trắng thì cái giá thành nó hợp lý hơn à, mình sẽ làm một cái video về bí trắng sau thì cô chú anh chị có thể đặt hàng mình theo số điện thoại ở trên màn hình 0971 85 8882 mọi người có thể nhắn tin Zalo số đó cho mình